Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. 13 lần nhận tiền từ bà nhàn AIC, cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh sắp hầu tòa. Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh sắp phải đối mặt với phiên tòa xét xử sau khi bị cáo buộc nhận hối lộ từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch AIC. Những cáo buộc cho thấy ông đã nhận tổng cộng 13 tỷ đồng để tạo điều kiện cho công ty của bà Nhàn trúng thầu trong các dự án y tế. Vụ án không chỉ phơi bày những sai phạm trong đấu thầu mà còn mở ra một cuộc điều tra sâu rộng về những sự tham nhũng đang nhận được sự quan tâm đông đảo từ dư luận. Cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến sắp hầu tòa vì nhận hối lộ từ bà nhàn AIC để tạo điều kiện cho các công ty được trúng thầu. Ngày 8 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với 13 bị cáo trong vụ sai phạm đấu thầu tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan. Phiên tòa xét xử công khai dự kiến kéo dài 3 ngày, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 10, 2024, có hơn 20 luật sư tham gia phiên tòa. Tòa án triệu tập bị hại là Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế, nay là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp Bắc Ninh, 19 đơn vị có liên quan như 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Có hai người làm chứng được triệu tập đến phiên tòa là ông Trịnh Quang Nam và ông Nguyễn Quang Thành đều ở Bắc Ninh. Trong vụ án này, có hai bị cáo hiện đang bỏ trốn là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC và Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC. Bà Nhàn bị xét xử về tội đưa hối lộ, còn ông Sơn bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Có 4 bị cáo bị xét xử về tội nhận hối lộ là các quan chức tỉnh Bắc Ninh gồm Nguyễn Nhân Chiến, nguyên bí thư tỉnh ủy, Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trần Văn Tuyên, nguyên giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế, Nguyễn Hành Trung, nguyên giám đốc Sở Y tế. Bị cáo Nguyễn Văn Nhường, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 6 bị cáo còn lại bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo hồ sơ vụ án, quá trình thực hiện kế hoạch đấu thầu 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị tại 6 dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tuyến huyện ở tỉnh Bắc Ninh, các bị cáo thuộc chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thẩm định giá đã thực hiện các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để trục lợi. Các bị cáo trợ giúp công ty AIC và các công ty thuộc hệ sinh thái AIC, nhóm công ty Sông Hồng trúng 6 gói thầu mua sắm thiết bị, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 48 tỷ đồng. Được tạo điều kiện trúng thầu, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đại diện nhóm AIC đã đưa hối lộ cho dàn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, bao gồm nguyên bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Nhóm công ty Sông Hồng cũng đưa hối lộ cho các quan chức tỉnh Bắc Ninh thông qua Trần Văn Tuyên. Tổng cộng, bị cáo Nguyễn Nhân Chiến nhận hối lộ 13 tỷ đồng từ phía bà Nhàn và nhận 1 tỷ đồng từ nhóm Sông Hồng. Bị cáo Nguyễn Tử Quỳnh nhận 10,1 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Hạnh Trung nhận 600 triệu đồng. Bị cáo Trần Văn Tuyên nhận 6 tỷ đồng từ nhóm Sông Hồng và chi cho các lãnh đạo cấp trên. Phần còn lại 3,2 tỷ đồng, ông Tuyên sử dụng chi tiêu cá nhân. Bị cáo Nguyễn Văn Nhường ký các văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán sai quy định và nhận cảm ơn 450 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, ông Chiến thừa nhận vào các dịp ngày lễ Tết năm 2015, 2016, 2017, bà Nhàn đã đưa ông Chiến 3 tỷ đồng cảm ơn vì đồng ý tạo điều kiện cho công ty AIC trúng 3 gói thầu cung cấp thiết bị tại Bệnh viện Thuận Thành, Lương Tài, Gia Bình. Ngoài ra, ông Chiến còn nhận quà của bà Nhàn là tiền mặt, tổng số tiền là 10 tỷ đồng. Mỗi lần nhận tiền thông thường là 1 tỷ đồng, có lần 500 triệu đồng, có lần 2 tỷ đồng. Theo Chiến khai, số tiền này không liên quan đến việc trúng thầu nói trên. Thông thường, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ đưa quà vào các dịp 30 tháng 4, 2 tháng 9 hoặc Tết Nguyên Đán. Đa số những lần đến phòng làm việc của cựu bí thư tỉnh ủy, bà Nguyễn Thanh Nhàn sẽ gửi quà là 1 tỷ đồng. Một số ít lần bà Nhàn sẽ đưa 2 tỷ đồng hoặc 500 triệu đồng. Riêng dịp 2 tháng 9 năm 2020, khi ông Chiến chuẩn bị nghỉ hưu, thì bà Nhàn đến nhà riêng của cựu bí thư tỉnh ủy chơi, thăm và đưa 1 tỷ đồng. Cựu bí thư Bắc Ninh nhận 13 tỷ từ bà Nhàn AIC, cách thức ra sao? Cơ quan điều tra đề nghị truy tố cựu bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân Bắc Ninh và nhiều người khác vì nhận hối lộ từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch công ty AIC.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 2 cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cùng 11 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan. Sai phạm của 2 cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC. Theo đó, C03 đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn về tội đưa hối lộ. Có 4 người bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ gồm bị can Nguyễn Nhân Chiến, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, bị can Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, bị can Nguyễn Hạnh Trung, cựu tỉnh ủy viên, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, bị can Trần Văn Tuyên, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế, bị can Nguyễn Văn Nhường, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra còn 7 bị can khác bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Chia đôi các gói thầu. Theo kết luận điều tra, từ năm 2006 đến 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ký các quyết định phê duyệt đầu tư cho 6 dự án xây dựng bệnh viện đa khoa các huyện Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong. Đến đầu năm 2013, 6 bệnh viện cơ bản thực hiện xong việc đầu tư hạng mục xây dựng và tiếp tục triển khai hoàn thành mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế. Tuy nhiên, phần mua sắm thiết bị chưa được bố trí nguồn vốn. Giữa năm 2013, ông Đặng Tiên Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng, đã mất năm 2021, gặp Trần Văn Tuyên, đề nghị được thực hiện các gói thầu. Đó là ông Phong sẽ tác động cán bộ, ngành trung ương để xin nguồn vốn bổ sung từ vốn trái phiếu chính chủ cho các địa phương. Cuối năm 2013, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn do cùng quê Bắc Ninh nên có mối quan hệ quen biết với Trần Văn Tuyên. Bà Nhàn gọi điện đặt vấn đề sẽ tác động lên các bộ, ngành trung ương để xin phê duyệt nguồn vốn bổ sung cho các dự án này. Sau khi xin được vốn, công ty AIC sẽ được tham gia đấu thầu và trúng thầu cung cấp thiết bị y tế cho cả các bệnh viện. Do Tuyên biết bà Nhàn có nhiều mối quan hệ với các cấp lãnh đạo trung ương và tỉnh Bắc Ninh nên đồng ý. Công ty AIC sẽ thực hiện 3 gói thầu, Tổng Công ty Sông Hồng được 3 gói thầu. Khi đấu thầu, các bị can đã có hành vi thông đồng, thỏa thuận, bố trí công ty Quân Xanh dự thầu để tạo điều kiện cho các công ty mục tiêu trúng các gói thầu. Kết quả nhóm Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng trúng thầu 3 gói thầu ở các bệnh viện huyện Quế Võ, Yên Phong, Tiên Du, tổng giá trị hơn 126 tỷ đồng. Nhóm công ty AIC trúng 3 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại các bệnh viện huyện Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, tổng giá trị hơn 126 tỷ đồng. Thỏa thuận chi tiền ngoài hợp đồng. Theo thỏa thuận giữa Trần Văn Tuyên với ông Đặng Tiên Phong và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, khi các công ty trúng thầu được thanh toán thì sẽ chi tiền ngoài hợp đồng cho Tuyên và các lãnh đạo tỉnh, sở ngành. Đối với các gói thầu do công ty AIC trúng thầu từ năm 2013 đến tháng 9 2019 và các dịp lễ Tết, cựu Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã nhiều lần nhận tiền từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với tổng số tiền là 13 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhiều lần nhận tiền từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với tổng số tiền là 9,1 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Văn Nhường được nhận 450 triệu đồng. Bị can Nguyễn Hạnh Trung được nhận 100 triệu đồng. Từ năm 2015 đến năm 2017, nhóm Tổng Công ty Sông Hồng đã 3 lần đưa tiền cho bị can Trần Văn Tuyên, tổng số tiền là 6 tỷ đồng. Sau đó, bị can Tuyên đưa tiền cho ông Chiến, ông Quỳnh, ông Trung, ông Nhường, phần còn lại 3,2 tỷ đồng. Tuyên giữ lại sử dụng chi tiêu cá nhân. Tổng cộng 2 tuyến đấu thầu, ông Chiến đã nhận 14 tỷ đồng, ông Quỳnh nhận 10,1 tỷ đồng, ông Nhường nhận 750 triệu đồng, ông Trung nhận 600 triệu đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.